Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube Chuyện của Quỳnh. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng chợ vàng ở Dubai nha. Đây là khu chợ vàng nha mọi người. Những cái tiệm bên này bán vàng. Người ta nhìn mình á, người ta tưởng là người Trung Quốc, người ta cứ nói là đi hào. Đây vàng họ trưng bày rất là nhiều như thế này và không có sợ bị cướp ha. Tại vì bên này rất là an ninh, khu này là có xe cảnh sát, xe bảo vệ đi thường xuyên. Damas là một cái công ty có nhãn hàng kiểu vàng khá là nổi tiếng ở Dubai luôn. Vàng rất nhiều. Và họ không hề sợ. Họ không hề sợ ăn cướp gì hết nha mọi người. Đây là vàng thật không nha mọi người. Vàng 24 cũng có, vàng 22, vàng 18 nha mọi người thấy không? 24, 22, 21, 18, diamond. Tất cả mọi thứ là đều có hết. Chỉ cần mình có tiền là được. Đây là con đường dẫn vô, phía trong kia là cái cổng chính. Mình sẽ đi vô trong đó xem. Đây mình nói với mọi người là có xe cảnh sát lúc nào đó. Đây là xe cảnh sát lúc nào cũng sẽ thường trực ở đây hết. Cái The Gold Center này là cái chợ vàng cũ ngày xưa đó, là cái đầu tiên á. Cái khu này là nguyên cái tòa nhà này là cái đầu tiên. Sau này thì họ mở rộng ra phía trong, ở trong nữa. Nhưng cái building này là cái đầu tiên. Trước mặt mọi người, đây là cái cổng chợ vàng. Trong đó và xung quanh này cũng có rất là nhiều tiệm vàng. Và trong đây là cái cổng chính. Do là đang mùa dịch Covid nên là ở đây khá là vắng. Bình thường rất là tấp nập mọi người. Hôm nay đã khá là vắng. Mọi người đi theo mình vào trong. Mình đi vô cổng chợ vàng nha mọi người. Ở đây á, cái chữ này cũng là chữ xúc luôn nè mọi người. Gold xúc là chợ vàng. Chữ xúc này người ta không dùng gold market mà người ta dùng gold xúc. Tại vì chữ xúc này là cái chữ đặc trưng của người Ả Rập ở đây, là cái chợ cũng nghe mang nghĩa là cái chợ mọi người. Là cái chợ của... Mình sẽ đi vô trong nha. Ở đây, ở đây là có quầy bán nước tự động nè. Một dirham. Mình bỏ xu vào đây thì sẽ collect nước ở dưới. Có cả bản đồ nữa, bản đồ. Bản đồ của cái khu chợ vàng này mọi người. Phía trong này hai bên là toàn là cửa hàng bán vàng. Họ thu mua vàng, họ kim cương, vàng, đá, quý. Loại đá, phong thủy này nọ thì cũng đều có luôn. Những anh này mặc áo này, đồng trang phục này là của người Pakistan. Bán, trao đổi, bán, mua, tất cả mọi thứ. Mọi người muốn vô xem thì mình cũng vô thôi. Ở đây mình vô xem mà không mua thì cũng không sao hết trơn á. Không phải là mình không mua người ta sẽ la mình, chửi mình hay là gì đó. Họ vẫn vui vẻ, rất là vui vẻ. Mình muốn vô mình tham quan, mình coi, không vấn đề gì hết. Chút nữa mình sẽ vô một tiệm. Mình sẽ vô tiệm này đi ha. Tiệm này lớn ha. Mình vô đây cho mọi người xem thử nha. Hồi nãy mình vừa vô trong á, thì mình nói họ là mình xin phép được quay phim á, mà họ không cho. Nên là thôi mình đi ra ngoài. Mình chỉ quay phía bên ngoài vậy thôi. Mình không vô trong được. Đây là cái nhẫn vàng to nhất trên thế giới mọi người. Ta làm ra như vậy á là được kỷ lục Guinness thì sao. Kỷ lục Guinness mọi người. Đó, nhẫn này nó nặng 63,8 kg mọi người. Làm bằng vàng 21 carat. Hồi nãy mình đi đến đây là một cái ngã ba ha mọi người. Bên đây là bên tay trái và bên đây là tay phải của mình. Thì hai bên đó là, và đây là cái một ngã thứ ba. Đều là những cái tiệm bán vàng hết. Nên mình muốn đi tiệm nào thì mình đi, mình sẽ quẹo phải bên đây nha.
hoành tráng ha. Một cái chợ này giống như chợ Bến Thành của mình á, nhưng mà họ là chỉ bán vàng thôi. Và bên cạnh đó thì họ cũng có bán những cái souvenir nữa. À, như tiệm này họ có bán những cái món đồ lưu niệm. Những món đồ lưu niệm nha mọi người. Rồi, những con lạc đà nè. À, khách sạn Thành Cánh Liên. Rất là nhiều. Quần áo. Khăn choàng. Tất cả mọi thứ. Đây là như mình nói, họ bán những cái món quà lưu niệm đặc trưng của khu vực Trung Đông, Ả Rập. Đây là những cái gia vị nha mọi người. Cái gia vị, rồi những đôi giày như là Aladdin vậy á. Rồi túi. Rất là nhiều, dễ thương. Những cái ghế này là hồi xưa là ai muốn ngồi bao nhiêu số lượng bao nhiêu cũng được. Còn bây giờ là chỉ giới hạn 2 người được ngồi thôi. Họ văng ra như vậy. Đây là cái cuộc sống tối ở chợ vàng Dubai ha mọi người. Mình nói là xe cảnh sát là thường trực ở đây luôn á. Cứ cách một chút xíu là sẽ có một xe cảnh sát, cách một chút xíu là có xe cảnh sát. Ở đây người ta bán rất là nhiều. Người dân đây người Ấn Độ, người da đen, người châu Phi. Rất là nhiều dân tộc mà sống ở đây. Ở đây là mùa Covid mà cũng thấy. Hồi nãy cái khu bên kia thì vắng, mà bên này thì thấy rất là tấp nập. Mùa này ra đường ăn cũng phải đeo khẩu trang thế. Đây là một trong những cái tiệm nó cũng khá là lớn ở khu vực này. Ở trên bày vàng 24 không á, mọi người thấy không? Là treo rất là to cái bên trong nữa. Mà do vô mà quay phim thì họ không có cho nè. Thật ra hồi xưa lúc mà không có dịch Covid á thì khách du lịch cũng vào quay phim chụp ảnh được vì là rất là đông. Nhưng mà bây giờ do là dịch Covid thì họ hạn chế rồi, họ sẽ khó khăn hơn với mình là mình không có vô trong quay cho mọi người xem được. Sorry mọi người nhiều nha. Khi nào mà có dịp nào á, mà tiện á, sẽ vô trong để quay cho mọi người xem rõ hơn. Video clip của mình đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Nếu mọi người thấy kênh của mình hay và thú vị thì mọi người hãy vui lòng đăng ký kênh của mình bằng cách bấm subscribe để mọi người có thể theo dõi những cái video mới nhất nha. Cảm ơn mọi người thật nhiều.